Vào năm em 4 tuổi, mẹ em truyền cái đam mê cho em, cho nên em thích hát vọng cổ. Xem show Tài Tử Miệt Vườn á, là để cho em trau dồi kinh nghiệm, tới để em thử sức mình để đạt được tới đâu. Cô bé 15 tuổi này sẽ làm ban giám khảo bất ngờ như thế nào? Hãy cùng chờ xem. Thêm nữa. Gió ơi hãy chờ dùm tôi lời yêu thương say đắm, rằng nơi đây tôi ngày đêm mong nhớ, mà bóng người xưa biển biệt xa. Bóng người xưa biển biệt xa xăm. Người nỡ sao đành lặng lẽ ra đi, mình tôi thương nhớ gió hải mang. Anh ơi em ghi điểm này rồi, hết hồn cái gì em ghi điểm trong này rồi ca, mà nghe hết hồn cái gì cho vô rồi. Em cho vô rồi, đúng rồi. Em không cho vô rồi mới lạ. Trời đất ơi, sao mà ngọt dữ con. Ba ban giám khảo này mà không cho bé Nhi vô thì như là ba ban giám khảo này hơi người cõi trên. Bé Nhi ơi, con 15 tuổi à, con hơn con gái cô có 1 tuổi thôi, mà con hát đẹp từng chữ. Cái giọng của con hát mà con truyền tải cái bài hát này như là một người lớn mềm, đang kể chuyện cho mọi người nghe cái tâm sự của mình. Dạ, và con nghe cô hát mà cứ tưởng tượng như là cô không... nghe con hát. Cô nghe đó. À quên, cô nghe con hát. Mà cô cứ anh à. Em tẩu quả nhập ma nãy nói tại ban giám khảo là người cõi trên. Cõi trên rồi đó. Đùa tí cho vui con ha. Cô nghe con hát mà như là không hát. Trúng rồi đó em. Cái đó mới là cái hay đó con. Mà không hát gì đó, cái giọng nó nhẹ, thấy nó kể chắc giống như là một cái chuyện rất là bình thường, là giống như là thở ra con thở. Thôi chú Việt Anh nói hết rồi đó con. Vậy ha con ha. Chúc mừng con nghe. Dạ, chúc mừng con nha. Số danh bao nhiêu con? Số bao danh mấy con? Cái tóc che rồi. 336. 336. Chúc mừng con. Ba ban giám khảo đặt các cái chiếc vé, con bước vào vòng 2 của Tài Tử Miệt Vườn. Cảm ơn con. Cảm ơn ban giám khảo.